14. Sau này Tương Tương ở quê nhà, sau này con bé làm người thế nào đây? Được rồi cha, cha đừng nói nữa, con không sao. Tương Tương cô nương, cô cũng đã biết được tấm lòng của Phương tiên sinh với cô rồi. Cô phải nhớ, vừa nãy Phương tiên sinh bằng lòng chịu 100 trượng thay cô, chuyện này sẽ mất mạng đó. Nên là cô phải nhớ, sau này giữa phu thê các người cãi nhau hoặc xảy ra hiểu lầm gì, phải nhớ tới chuyện 100 trượng xảy ra hôm nay. Gì mà phu thê cãi nhau chứ? Hồ Thế Bá, hôm nay người cũng tận mắt nhìn thấy hai người họ lưỡng tình tương duyệt thế này. Hơn nữa chuyện này mọi người đều biết. Nếu người vẫn còn lo cho Tương Tương cô nương, sau này biến thành trò cười cho người ta, vậy thì dễ làm rồi. Chuyện này cứ giao bổn quan xử lý. Ta sẽ thay họ làm mối, sẽ thay Phương Lâm đệ thân với Tương Tương cô nương. Lúc trước ta từng tới nhà của Phương Lâm ở Toàn Tiêu, ta cũng từng gặp mẹ của Phương tiên sinh. Mẹ Quân ấy rất thích Tương Tương cô nương, nên chuyện này tuyệt đối không có vấn đề gì. Cái gọi là lệnh cha mẹ, lời mối mai, nay chỉ còn thiếu cái gật đầu của người nữa thôi. Trên công đường đại nhân nói là được. Ngài nói sao? Thì làm vậy đi. Chưa nói nửa chữ, cũng không biết thật lòng muốn cưới ta không. Tương Tương cô nương, cảm ơn sự cất nhắc của cô với tại hạ. Tại hạ sẽ không phụ lòng cô. Phương Lâm chắc chắn sẽ chuẩn bị tam thư lục lễ, chọn ngày tốt giờ lành tới nhà đề thân với cô. Cha, con gả ra ngoài rồi. Nhà đầu thối. Từ đại nhân, muộn vậy rồi ngài vẫn chưa ngủ à? Bức thư này là Ngô phu nhân viết cho huynh. Cô ấy nói với huynh, sau này huynh phải sống thật tốt. Còn nữa, phải trân trọng Tương Tương. Sao ngài biết? Xem đó. Đây chính là thư riêng của ta. Sao ngài có thể xem chứ? Không phải, ta cho là công văn, đương nhiên là phải mở ra rồi. Chỉ là vô tình nhìn thấy, ta còn đặc biệt giữ lại mang tới cho huynh đó. Không phải, đây là vấn đề đạo đức cá nhân. Vấn đề đạo đức cá nhân. Được, giờ ta trịnh trọng xin lỗi huynh. Như vậy được rồi chứ? Thật ra ta cảm thấy Ngô phu nhân này nói cũng không phải không có đạo lý. Ngài không những xem thư của ta, ngài còn thảo luận nội dung trong thư với ta sao? Giữa ta và huynh có gì mà không thể bàn luận chứ? Ngài, ngài gì mà ngài? Ta nói huynh biết. Huynh xem con người ngài, bản tính lương thiện, bụng đầy học vấn, hơn nữa còn túc trí đa mưu, lại không biết vì sao cứ sợ đông sợ tây. Kẻ địch huynh cũng sợ, tình cũ huynh cũng sợ, tình mới huynh cũng sợ. Gặp phải vấn đề không chịu giải quyết, cứ nghĩ cách để chạy trốn. Phương Lâm mà, cho bản thân chút dũng khí được không? Chuyện đã qua, cứ để nó qua đi. Phải biết tương lai sẽ có càng nhiều người và chuyện huynh phải đối mặt nữa. Ta biết rồi. Ta muốn ở một mình một lúc, đợi ta xem xong bức thư này rồi nói. Được. Lần này về quê, ta thấy huynh khỏe mạnh, mọi chuyện thuận lợi, cực kỳ vui mừng. Nhưng ta cũng biết huynh vẫn canh cánh trong lòng chuyện năm đó. Chuyện đã qua nhiều năm rồi, mong huynh có thể quên chuyện xưa, sống thật tốt. Đẹp chứ? Cái này là ngọc bội tổ truyền của Phương gia ta. Cái này tặng muội. Đây không phải ngọc bội huynh mang từ nhỏ sao? Phải, cái này quá quan trọng, ta không thể nhận được. Đương nhiên quan trọng rồi. Cái này là cho con dâu của Phương gia đấy.
cho nên muội phải nhận lấy. Cầm lấy đi. Tiểu Nguyệt, muội yên tâm, lần này ta nhất định có thể thi cử thành công rồi về cưới muội. Trước mắt bên cạnh huynh có một cô nương tốt, hãy trân trọng đi. Chúc huynh bình an, may mắn, vui vẻ. Tiểu Nguyệt, ta hứa với muội, ta nhất định sẽ sống thật tốt. Ta sẽ để muội nhìn thấy một Phương Lâm khác. Ngài lại muốn làm gì nữa? Ta không có thời gian thương xuân buồn thu với huynh. Chuyện đó ta nhận được thư của Giang Bổ Đầu gửi ta. Huynh ấy nói tìm được La Minh rồi, vậy nhanh bảo hắn xác nhận kẻ phạm tội đi. Như thế thì có thể trả lại công đạo cho học trò của huynh. Còn phải cho thêm môn tùng đó đòn cảnh cáo rồi. Tốt quá rồi. Đại nhân, ta có một yêu cầu nhỏ. Sao lại khách sáo với ta thế? Có gì cứ nói thẳng đi. Là như vậy, trước lúc đó ta muốn đi gặp Tương Tương trước, muốn nói lời trong lòng với cô ấy. Huynh còn muốn nói lời trong lòng với cô ấy? Yên tâm đi, lần này sẽ không khiến cô ấy khóc đâu. Ta, cô nói trước đi, vẫn là huynh nói trước đi. Tương Tương, ta muốn thẳng thắn nói với cô, ta rất thích cô. Ở cạnh cô ta cảm thấy rất vui. Ta biết cô nghĩ thế nào. Ta bằng lòng đề thân với cô, cũng bằng lòng sống cả đời với cô. Chỉ là ta cảm thấy giờ chúng ta vẫn chưa tới bước tình yêu này. Cho nên ta không nói lời trong lòng ra, cảm thấy không công bằng với cô. Nếu mà cô muốn hủy hôn, ta cũng không oán trách cô. Ta bằng lòng, ta bằng lòng sống cả đời với huynh. Ta cho rằng nói ra cô sẽ tức giận. Thật ra huynh là một người tốt, không khác lắm với Phương Lâm lúc ta mới quen. Thật ra huynh vốn có thể nói một số lời dễ nghe để dỗ ta vui, thì có thể lừa ta cả đời. Nhưng vì sao huynh lại chọn thẳng thắn với ta? Ta không muốn lừa cô. Loại chuyện này sao có thể lừa cả đời được chứ? Hôm nay không nói rõ với cô, tương lai hai chúng ta đều sẽ chịu khổ. Rất nhiều người lúc thành thân, ngay cả dáng vẻ chồng mình cũng không biết. Ta giờ có thể lựa chọn đã cảm thấy rất may mắn rồi. Họ mới đầu đừng nói là tình yêu, ngay cả thích cũng không được nữa. Nhưng gấp nhặt từng ngày sống với nhau, ta nghĩ sẽ có thể nảy sinh tình cảm thôi. Cô có thể nghĩ như thế thì ta yên tâm rồi. Đây là thư huynh gửi ta. Ta có thể nói cho huynh biết, tâm ý của ta vẫn giống như ngày đó. Khi cô xem hiểu bức thư này, có lẽ cô đã quên ta rồi. Có lẽ cô đã có người khác trong tim. Lúc đó cô liền biết ban đầu chính là nhất thời kích động. Nhưng nếu khi cô xem hiểu bức thư này vẫn bằng lòng ở bên ta, Vậy chúng ta có thể thành thân rồi chứ? Ý ta viết bức thư này là ý huynh là có thể lấy ta. Tiểu thư,
Thật sự không cần Tử Ngọc đi cùng người sao? Tiểu thư, để Nô Tỳ đi chung với người thì tốt hơn. Không cần đâu, ta tự đi là được rồi. Thật sự Nô Tỳ không cần đi theo sao? Ngươi càm ràm từ lúc nào vậy chứ? Được rồi, chờ ở nhà đi. Vậy người phải cẩn thận đó. Biết rồi. Đi. Dân Nhi, Quỳnh tới rồi. Ta nhận được dòng chữ của muội nên lập tức tới đây. Có chuyện gì sao? Từ đại nhân từng tìm ta, nghe ngóng chuyện túi thơm của ta. Từ Thiên Hộ này quả nhiên cơ trí hơn người, tâm tư tinh tế. Nhanh như thế, để hắn tìm được manh mối rồi. Vậy Quỳnh phải làm sao? Chuyện túi thơm muội không cần phải lo, ta đã xử lý xong xuôi rồi. Chỉ sợ những chuyện này chứ không bọc được lửa. Dân Nhi muội yên tâm, sẽ không có chuyện gì đâu. Vậy thì không chắc. Từ đại nhân, Từ đại nhân. Hoàng Sư Dân, bổn quan nghi ngờ người có liên quan tới vụ án quả quản Trường Thu. Hãy cho ta về nhà môn hỏi chuyện. Không có, ta không có. Chưa tới lượt người nói có hay không. Dù chuyện thế nào, về nhà môn bổn quan sẽ tự thẩm lý. Còn nữa, Thượng quan Dân Nhi, cô cũng không thoát khỏi liên quan tới chuyện này. Đều đưa hai người họ về. Dân, Sư Dân, Dân Nhi, yên tâm đi, sẽ không có chuyện gì đâu. Yên tâm đi. Không sao đâu mà. Sương Dân, ta sợ quá. Đừng sợ, muội đó, đừng có xem nơi này thành nhà giam, mà hãy xem như chúng ta đang ở Diệp Thương Cư. Ăn cơm bát bảo, bánh ngàn tầng, uống lòng tỉnh ngắm hương, hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp. Vừa nghĩ như thế trong lòng sẽ dễ chịu hơn nhiều. Đã lúc nào rồi, huynh còn nói đùa chứ? Thật ra ta cũng sợ, nhưng có những chuyện cũng phải đối diện. Nếu không chúng ta sẽ rơi vào tình cảnh vạn kiếp bất phục. Sương Dân, huynh hãy nhanh nghĩ cách đi. Ta sắp điên rồi, ta không muốn ở đây nữa. Ta nói chuyện với huynh đó, huynh hãy nghĩ cách đi. Cách đúng là có một. Chuyện đó cần Phương tiên sinh chứng minh mới được. Vì sao? Dân Nhi, mặc kệ ai hỏi tới, chuyện vụ án phóng quả này muội được không biết. Dù đánh muội cũng không được thừa nhận. Nhưng từ đại nhân nhất định sẽ hỏi vì sao chúng ta gặp nhau. Đây chính là chỗ mấu chốt. Nếu thực sự không được, ta sẽ thừa nhận chuyện của hai chúng ta với Từ đại nhân và cả Phương tiên sinh nữa. Không được. Huống hồ nhà chúng ta chỉ có Phương tiên sinh ở đó. Thừa nhận chuyện của hai chúng ta thì chúng ta mới có thể được cứu. Không còn cách nào khác sao? Dân Nhi, không kịp rồi. Không được do dự. Nhớ lời ta nói. Nếu không hai chúng ta đều chết chắc rồi. Nhớ kỹ. Đi. Nhanh lên. Sương Dân, đi. Đại nhân, đã đưa người tới rồi. Tiểu nữ tham kiến đại nhân. Ta cho ngươi cơ hội cuối cùng. Dự án phóng quả Trường Thi có phải có liên quan tới hai người không? Đại nhân, tiểu nhân thật sự bị quan. Lần thi hương này ta cũng phúc tra lại quyển thi. Ta cũng là người bị hại, sao có thể phóng quả đốt Trường Thi chứ? Vậy hai người chờ bên bờ hồ làm gì? Đại nhân, hai chúng ta, chuyện này hai người đang bàn bạc làm sao để thu dọn tàn cuộc này, nên là mới hẹn nhau tới bên bờ hồ. Không phải. Được rồi,
Không cần nói nữa. Lúc trước ngươi lẻn vào trong trường thi, thiêu hủy hết tất cả quyển thi, vì để cứu cha của thượng quan Dương Nhiên từ tay Ngô Tung thay cô ta về, phải không? Đại nhân, thật sự không dám giấu. Thật ra Dương Nhiên và ta ở bên hồ là đang hẹn hò. Thượng quan Dương Nhiên, lời Hoàng Xuân Dân nói có đúng không? Đại nhân, câu nào của Xuân Dân nói cũng là thật. Ta và quân ấy đúng là có quan hệ không thể nói với người khác. Thượng quan cô nương, chuyện này rất nghiêm trọng, cô không được nói bậy đâu. Tiên sinh cực kỳ chính xác. Ta và Xuân Dân đã quen biết từ nhỏ, đã có tình cảm từ lâu. Chỉ là Dương gia và Thượng quan gia có hùng ước từ nhỏ, hai chúng ta mới không có cách nào người có tình trở thành quyến thuộc. Xuân Dân, Phương tiên sinh, nhưng mà Dân Nhi và ta có tình cảm, nhưng mà vẫn giữ lễ tiết, trước giờ chưa từng làm chuyện cẩu thả. Nói như thế là sợ chuyện tư tình của các ngươi sợ bị ta tra ra được, nên là mới hẹn hắn tới bên bờ hồ báo tình cho hắn. Bên hồ là chỗ chúng ta định tình, chúng ta chỉ hẹn nhau ở đó, chẳng qua chỉ là để giải nỗi khổ tương tư mà thôi. Không cần giải thích nữa, dù thế nào cô cũng không thể thoát tội thay hắn được. Chúng ta đây chỉ là xúc phạm tới đạo đức lễ giáo, ngài không thể vì thế mà du hại quân ấy là hung thủ phóng hỏa được. Được, Hoàng Xuân Dân, bổn quan dùng dấu giày của ngươi so với dấu giày trên trường của trường thi đúng là y hệt. Đại nhân, thiên hạ lớn vậy, người có dấu chân giống ta chắc là có nhiều người, ngươi còn dám giảo biện. Không giấu ngươi, bổn quan đã tìm được một nhân chứng tận mắt nhìn thấy rất quan trọng. Tới lúc đó nhân chứng vật chứng đều có, ta xem ngươi còn có thể chối cãi thế nào. Giải họ vào nhà giam đi, đợi xử trí. Rõ. Phương tiên sinh, Phương tiên sinh, cậu xin thầy giúp trò. Trò cậu xin thầy cứu chúng ta. Phương tiên sinh, đã như vậy rồi cậu còn có thể giúp trò thế nào được chứ? Phương tiên sinh, đừng nói chuyện của trò và Dân Nhi ra ngoài. Trò không để ý chuyện trò chứ, nhưng mà trò không muốn nhìn thấy Dân Nhi phải chịu tội. Phương tiên sinh, trò cầu xin thầy giúp trò. Nếu để người nhà Dân Nhi biết, hai chúng ta đều gánh tội thông gia. Phương tiên sinh, cầu xin thầy cứu chúng ta, cứu Dân Nhi. Phương tiên sinh, Phương tiên sinh, Phương tiên sinh, đi. Phương tiên sinh, ta cầu xin ngài cứu chúng ta. Phương tiên sinh, Từ đại nhân, không cần nhiều lời. Ta biết huynh muốn nói gì. Ta đang thảo công văn tấu lên triều đình, tình báo đã tìm được hung thủ thực sự của vụ án phóng hỏa trường thi rồi. Từ đại nhân, công văn tấu lên triều đình này trở nên hấp tấp, huynh có ý gì? Đến nào huynh muốn vì chuyện tư mà trái pháp luật? Không dám. Tại hạ chỉ cảm thấy Hoàng Xuân Dân có hiểm nghi, nhưng chuyện này chưa đủ chứng minh hắn là hung thủ phóng hỏa. Không phải chúng ta đã tra ra được chứng cứ rồi sao? Thượng quan Dân Nhi với cả Hoàng Xuân Dân, họ bí mật hẹn riêng, còn để lộ báo tin. Không, thế chỉ là chúng ta dạch trần tư tình, không để cho người khác biết của họ mà thôi. Ta muốn kiểm tra không phải là tư tình giữa bọn họ. Ta muốn tìm được manh mối, tra ra hung thủ thực sự của vụ án này. Ta biết, nhưng từ đại nhân, manh mối không phải chứng cứ, nó không thể đủ chứng minh Hoàng Xuân Dân chính là hung thủ. Nay Giang Bổ Đầu đã đưa nhân chứng về rồi, nhưng giờ cũng không thể lập tức chứng minh, đúng không? Vương Lâm, huynh phải rõ thân phận của bản thân. Huynh là sư gia của ta, bắt buộc phải hỗ trợ ta tra rõ án này. Từ đại nhân, ta không phải muốn giúp ai, ta cũng không muốn đánh giá quan hệ của họ. Ta chỉ nhớ ban đầu khi ngài thẩm vấn ta và Tương Tương từng nói thanh quan khó xử chuyện nhà. Huynh muốn nói gì? Chuyện này chỉ là làm lộ tư tình nam nữ của Hoàng Xuân Dân và Thượng quan Dân Nhi.
Nếu chúng ta giam họ, tư tình của họ sẽ bị lộ. Chuyện này sẽ gây nên sóng gió to lớn đối với dự án này, đối với tương lai của bọn họ. Đây sẽ có ảnh hưởng rất xấu. Chuyện này rất nghiêm trọng. Quân đừng hòng thuyết phục bổn quan thả họ ra. Không phải thuyết phục mà là nên làm. Được, Vương Lâm, ta có thể vì lời cầu xin của huynh mà thả thượng quan Dân Nhi. Cảm ơn đại nhân minh xét. Nhưng mà Hoàng Xương Dân phải giúp hắn ở trong tù. Không được gì nghĩ. Hiểu chưa? Bị chức hiểu rõ. Quá xa là cô à, ta còn cho rằng có trộm nữa. Có ta ở đây, làm sao mà có trộm được chứ. Cô leo cao thế làm gì vậy? Ngắm trăng. Ngắm trăng cũng không tới mức phải leo lên cao thế chứ. Vì chỉ có như thế mới có thể tránh được bóng đêm, ta mới có được cảm giác an toàn. Rốt cuộc là có chuyện gì có thể khiến cô bất an thế? Một cơn ác mộng xua không đi. Mỗi lần tỉnh lại cũng không ngủ được nữa. Giấc mơ gì thế? Ta mơ thấy ta dắt bản thân lúc nhỏ, bị một đám cao thủ truy sát. Ta vừa chạy, chúng vừa giết. Sau đó ta cũng giết, muốn tìm tên cầm đầu của chúng. Cô tìm được chưa? Mỗi khi sắp xuất hiện thì ta liền tỉnh lại. Ta vĩnh viễn không tìm được. Ta thấy cô có tâm sự. Từ đại nhân học giả mộng giúp người ta từ lúc nào thế? Ta cảm thấy trong giấc mơ của cô dường như cô muốn trốn tránh hoặc quên đi gì đó. Thực ra những người muốn giết trong giấc mơ vốn không phải ai cả, mà chính là quá khứ của cô và cả ký ức nữa. Lúc nhỏ, nhà ta gặp bất hạnh. Cả nhà hơn 100 người, chỉ còn lại mình ta còn sống. Quá xa quách cô nương là cô nhi, cho nên cô mới nuôi dưỡng những đứa trẻ đó. Không phải để cho những cô cậu nhóc đó rồi sao? Sao huynh vẫn còn? Ta thấy thứ đồ chơi này rất thú vị, nên đột nhiên hứng thú mua nó về. Lúc rảnh, cô có thể lắc lư, quên những chuyện không vui đi. Từ đại nhân, huynh cũng có tâm sự. Bổn quan với Phương sư gia có tranh chấp, là vì chuyện công sao? Ta bắt được kẻ tình nghi vụ án phóng quả, nhưng Phương sư gia lại cứ bảo vệ hắn. Ai vậy? Hoàng Xương Dân. Hơn nữa, ta còn phát hiện Hoàng Xương Dân với thượng quan Dân Nhi có tư tình. Phương Lâm lại cứ nói hai người họ lưỡng tình tương duyệt, muốn ta thả hắn. Nhưng ta luôn cảm thấy Hoàng Xương Dân này đang giảo biện. Vậy đại nhân định làm sao? Tìm ra nhân chứng chứng minh hắn là hung thủ. Hơn nữa còn phải lần theo bắt Hồ Tùng ở sau màn ra. Vậy ta có thể giúp đại nhân tìm được nhân chứng này? Không cần. Ta lệnh cho Giang Bổ Đầu đi tìm nhân chứng, đưa hắn về phủ nha rồi. Tới lúc có thể cháy nhà ra mặt chuột rồi. Vậy thì chúc đại nhân sớm ngày phá án. Phu nhân vất vả rồi.
Đại nhân, muộn thế rồi, sao vẫn chưa nghỉ ngơi? Ngày mai còn phải lên đường nữa. Những công vụ này sau khi về kinh lại xử lý tiếp đi. Ta có một chuyện muốn bàn với phu nhân. Ngày mai phu nhân hãy về kinh trước. Ta phải ở lại dịch trạm mấy ngày. Vì sao? Vụ án Trường Thi bị phóng quả này tuy có Từ đại nhân làm chủ xử lý, nhưng hoàng thượng lại rất sốt ruột về chuyện này. Vụ án này một ngày chưa phá, ta không yên tâm được. Ta ở lại đây thêm mấy ngày, xem thử, chờ vụ án này được phá rồi nhanh chóng về kinh. Vậy đại nhân, người nhất định phải giữ gìn sức khỏe. Những ngày này nàng phải tự chăm sóc bản thân thật tốt. Một khi về kinh, ta nhất định sẽ dành thời gian ở bên nàng. Đại nhân bận rộn công vụ thì không cần lo lắng cho ta đâu. Ta sẽ tự chăm sóc tốt cho bản thân mà. Vậy ta cảm ơn phu nhân. Đại nhân tới rồi. Mở cửa. Đại nhân. La Minh, ngài hãy thành thật đi. Từ đại nhân, Phương sư gia. Hắn chính là nhân chứng chứng kiến vụ án phóng quả Trường Thi. Người chính là La Minh. Bẩm đại nhân, chính là tiểu nhân. Tiểu nhân luôn tuân theo pháp luật, xin đại nhân tha mạng. Người đứng dậy trước đi. Tạ đại nhân, bổn quan có những chuyện muốn hỏi người. Người phải trả lời thành thật đó. Người bẩm báo lại tình hình người nhìn thấy hôm Trường Thi bị cháy. Thành thật nói cho đại nhân thì chúng ta có thể thả người. Đại nhân, từng câu từng chữ của tiểu nhân không để sót chút gì, bẩm báo đúng sự thật, xin đại nhân tiểu nhân con đường sống. Được. Ngày Trường Thi bị cháy, người từng nhìn thấy kẻ đáng nghi nào? Bẩm đại nhân, hôm đó lúc đêm khuya, trên đường không một bóng người. Tiểu nhân đúng lúc đi ngang Trường Thi thì nhìn thấy một người nhảy ra khỏi tường Trường Thi. Người đó làm rơi một chiếc túi thơm, tiểu nhân nhặt lên muốn trả cho hắn, nhưng người đó đã chạy xa rồi. Không lâu sau thì nghe thấy tiếng hô lớn, Trường Thi bị cháy rồi. Đại nhân, trận cháy này càng lúc càng lớn. Sau đó tiểu nhân chỉ đành đi thôi. Vậy bây giờ túi thơm đó vẫn còn chứ? Đại nhân, đã không còn nữa rồi. Đại nhân, người đó cho ta 500 lượng bạc, ta đã trả lại cho hắn rồi. Hắn bảo ta rời khỏi Trừ Châu nên ta liền đi. Khốn kiếp, đây là biết chuyện không báo, đáng phải trị tội. Đại nhân tha mạng. Đại nhân, tiểu nhân nhất thời nổi lòng tham, xin đại nhân tha mạng. Đại nhân, ta hỏi ngươi, ngươi còn nhớ dáng vẻ người đó không? Nhớ. Dù người đó có quá thành toan thì cũng nhận ra. Đại nhân, chính là người này. Chính là hắn cho ta bạc, bảo ta rời khỏi Trừ Châu. Quả nhiên như bổn quan dự liệu. Đi vậy đi. Tối nay ngươi hãy nghỉ ngơi cho khỏe trước. Ngày mai trời vừa sáng, Giang Bổ Đầu sẽ đưa ngươi tới công đường Trừ Châu để làm chứng. Dân đại nhân. Hoàng Xương Dân, xem ngươi giảo biện thế nào. Huh.
Phương tiên sinh, trò cầu xin thầy hãy cứu trò. Trò bị quan, trò cầu xin thầy cứu trò. Quan uổng, quan uổng. Trò muốn lừa ta tới lúc nào nữa đây? Ta nói trò biết, Từ đại nhân đã tìm được nhân chứng chứng kiến, chứng minh tối đó chính trò phóng quả Trường Thi rồi. Trò có gì để nói nữa chứ? Phương tiên sinh, xin lỗi, là trò sai rồi. Nhưng trò cầu xin thầy cứu trò. Trò cầu xin thầy cứu trò. Ta nói trò biết, nhân chứng vật chứng có đủ. Nếu phán tội chắc chắn bị tử hình. Ta làm sao cứu trò? Tử hình? Ta không muốn chết. Ta không muốn chết. Phương tiên sinh, thầy từng nói sư phụ không thể nhìn đồ đệ đi chết. Thầy túc trí đa mưu, nhất định có thể cứu trò ra. Phương tiên sinh, trò cầu xin thầy. Sớm biết có ngày hôm nay, sao phải như ban đầu. Phương tiên sinh, trò cũng không ngờ sẽ rơi tới bước đường ngày hôm nay. Thật ra trò vì cứu cha của Thượng quan Dân Nhi, trò mới làm như thế. Như thế xem ra trò cũng cứu được một mạng người đúng không? Phương tiên sinh, trò cầu xin thầy nể tình nghĩa thầy trò mà cứu trò. Thầy cầu xin với Từ đại nhân cứu trò đi. Phương tiên sinh, được rồi, đứng dậy đi. Đứng dậy. Ta hỏi trò, trò có biết tội lần này trò phạm phải lớn thế nào không? Trò biết. Vậy trò có biết có bao nhiêu người quan tâm trò, cực kỳ thất vọng trò biết không? Trò biết. Thế trò có nhận tội không? Chỉ cần có thể cho trò thêm cơ hội, trò bằng lòng. Bằng lòng nhận tội. Sương Dân, chỉ cần trò nhận tội, ta sẽ nghĩ cách giúp trò. Phương tiên sinh, cảm ơn thầy. Thầy là ân nhân của trò. Được rồi, được rồi. Ân nhân. Từ đại nhân, sao thế? Không làm phiền ngài nghỉ ngơi chứ? Ngày mai phải thẩm phán rồi, huynh cũng về sớm nghỉ ngơi đi. Từ đại nhân, ta tới tìm ngài là có chuyện muốn bàn bạc. Nếu huynh muốn nói chuyện của Hoàng Xương Dân với ta, thì tiên sinh mời về cho. Từ đại nhân, ta vừa đi gặp Hoàng Xương Dân, hy vọng đại nhân có thể cho hắn cơ hội làm người, xử phạt khoan dung. Xử phạt khoan dung. Hoàng Xương Dân phóng quả đốt Trường Thi là tội nặng chém đầu. Quỳnh bảo bổn quan xử phạt khoan dung thế nào đi? Nhưng hắn cũng vì cứu Thượng quan Hào nên là mới đi sai đường. Chuyện này coi như là về tình thì có thể tha thứ chứ. Theo như Quỳnh nói, bổn quan thượng tấu lên triều đình nói với Hoàng Thượng, Hoàng Xương Dân đốt Trường Thi về tình có thể tha sao? Hoàng Thượng xin người xử phạt khoan dung đi. Ngài và ta đều biết kẻ sâu màng sai khiến là Ngô Tung, hắn mới là kẻ đầu sỏ. Ta cũng biết là Ngô Tung, nên giờ mới giúp sức thu thập chứng cứ, sau khi tra rõ nhanh chóng bắt hắn nhận tội. Nhưng xử nhẹ Hoàng Xương Dân, bổn quan cũng lực bất tòng tâm. Đại nhân, không cần nhiều lời, ta chỉ có thể phán theo luật pháp, dùng pháp luật để dạy, tuyệt đối không thiên vị. Nhưng dùng pháp phải kết hợp với điều kiện. Tuần tử khởi xướng lấy đức hơn người, dạy phạt kết hợp. Lễ nghi chính là nguyên tắc chung của pháp, không dạy mà phạt. Như vậy tuy phạt nặng mà không thắng được tà. Với lại Mạnh Tử nói, nhân chi sơ tính bổn thiện. Bản tính của Hoàng Xương Dân vốn không xấu, vẫn có thể giáo hóa. Kẻ hành pháp, đạo của thiên hạ. Lễ trị, đức trị, nhân trị là hai chủ nghĩa lớn trị nước trị dân của đại nho.
Được rồi, được rồi. Huynh còn cầu xin thay cho Hoàng Xương Dân nữa. Chính là coi thường pháp luật. Người nhân nghĩa yêu người, hắn là môn sinh của ta. Ta không muốn dễ dàng từ bỏ. Không cần nói nữa. Vừa tới ngày mai, đợi Giang Bổ Đầu đưa La Minh về thì xét xử công khai Hoàng Xương Dân. Từ đại nhân, chuyện này tuyệt đối không thể. Nếu xét xử công khai, Hoàng Xương Dân vĩnh viễn không có ngày trở mình. Phương Lâm, huynh còn biết thân phận mình là sư gia của tri phủ Trừ Châu chứ? Bị chức tự biết mình không xứng, không làm tốt chức trách của sư gia, nhưng thân làm thầy, học trò của mình rẽ sai đường gây ra tội lớn. Tâm trạng của ta, hy vọng từ đại nhân có thể hiểu. Quỳnh Đại muốn làm gì? Nhanh đứng lên, làm gương cho người. Quỳnh Lâm bằng lòng chịu phạt thay Hoàng Xương Dân. Quỳnh Phương Lâm, Phương Lâm, tính cách cổ hủ này của Quỳnh tới khi nào mới đổi được đây? Được rồi, xử phạt hoàng dung bổn quan đúng là không cách nào làm được. Ta chỉ có thể đồng ý ngày mai đóng cửa xử đêm. Yêu cầu khác thứ cho không thể làm theo. Đây với Hoàng Xương Dân đã là sự nhượng bộ nhất rồi. Cảm ơn đại nhân khai ân. Cảm ơn đại nhân khai ân. Giờ bổn quan hối hận. Ban đầu vì sao lại dốc sức mời huynh tới làm sư gia cho bổn quan chứ? Nào, uống, uống. Nghĩa phụ, con dẫn người tới cho người rồi. Tâm Lan vất vả rồi, có cần giết hắn không? Người này không thể giết được. Nếu hắn ở trên công đường xác nhận Hoàng Xương Dân là hung thủ phóng quả, Hoàng Xương Dân một tên thư sinh vì xin thoát tội, chắc chắn sẽ làm liên lụy tới nghĩa phụ. Nếu hắn thực sự trên công đường xác nhận Hoàng Xương Dân là hung thủ, khả năng mà con nói vẫn sẽ có. Nếu hắn xác nhận là người khác thì sao? Ý nghĩa phụ là vốn là một chuyện nhỏ, nhưng lại làm cho lớn chuyện. Lương Nguyên Thủ này làm việc thật đúng là bất lực. Con đi tìm hắn, nói với hắn để hắn nghĩ cách. Phải có được cái kết cho vụ án này. Tâm Lan hiểu. Không còn sớm nữa rồi, con đưa hắn đi đi. Dậy đi, là mình chạy trốn rồi. Dậy đi, mau lên. Dậy
La Minh, mới sáng sớm người làm gì thế? Giang Bổ Đầu, xin ngài bớt giận. Ta mới sáng nay đói bụng, nên là đi tìm chút đồ ăn sáng. Ngươi không muốn sống nữa sao? Ta nói bao nhiêu lần với ngươi rồi, ngươi không được hành động một mình. Giang Bổ Đầu, ngài xem, giờ ta ăn mặc thế này thì ai còn nhớ tới ta chứ, đúng không? La Minh, ta cảnh cáo ngươi, đừng tự cho mình thông minh. Lên đường về nha môn. Đi, nhanh lên. Đi. Dẫn cái tình nghi Hoàng Xuân Dân lên công đường. La Minh, bổn quan hỏi ngươi, đêm trường thi bị cháy, có phải ngươi nhìn thấy một người leo tường ra khỏi trường thi, sau đó trường thi bốc cháy, đúng không? Phải. Bổn quan lại hỏi ngươi, đêm đó người ngươi nhìn thấy có phải đứng cạnh ngươi trên công đường này không? Đại nhân, người này tiểu nhân chưa nhìn thấy bao giờ. Ngươi nói gì? Đêm trường thi bốc cháy,